Thân mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một cái nhành lan Nam Phi. Ở đây hoa mình làm bằng giấy nhún ý mộng, còn lá thì mình làm bằng giấy mỹ thuật ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ cùng làm từng bước nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái băng giấy để làm cái cánh hoa. Cánh hoa thì có hai size, size lớn là kích thước dài 6 và rộng 2,5 cm nha. Mình chuẩn bị 3 miếng giấy như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt cái cánh hoa. Mình sẽ gấp đôi lại như thế này. Mình cắt tới khoảng một nửa rồi mình sẽ đi ra ngoài như thế này. Và cái phần đầu là nó sẽ nhọn như thế này. Các bạn sẽ cắt 3 cái cánh giống như thế này ha. Sau đó mình sẽ dùng một chiếc đũa mình vuốt cho nó hơi cong. Ở đây là mình đã chuẩn bị sẵn 2 cái cánh nữa. Băng giấy nhỏ thì cũng tương tự như vậy. Mình chuẩn bị 3 cái băng giấy như thế này. Và mình cũng sẽ cắt tương tự. Nhỏ là 3 cái cánh và lớn cũng là 3 cái cánh. Bây giờ mình sẽ dán lại nha. Mình sẽ lấy dán trước những cái cánh lớn. Mình sẽ dùng keo sữa. Cho một chút xíu keo sữa vào đây. Mình sẽ đặt lên như thế này. Rồi mình lại dán tiếp tục cái cánh tiếp theo. Đảm bảo rằng các cánh nó cắt đều nhau nha các bạn. Cái đến thì mình sẽ lấy những cái cánh nhỏ mình dán vô. Cánh nhỏ thì mình sẽ đặt ở giữa hai cái cánh lớn ha. Mình canh làm sao để nó ở giữa nha các bạn nha. Sẽ chép cái keo ở bên phía này. Mình sẽ dán lại. Khi mình dán mình cũng canh làm sao để cho cái cánh cuối cùng này nè, nó sẽ nằm giữa hai cái cánh lớn. Sau đó mình sẽ dùng cái que vuốt cánh mình sẽ cho vào giữa như thế này. Cho dựa này nó rơi dễ bung ra, mình sẽ dán kỹ lại chút nha. Mình làm như vậy để tạo cho phía dưới này nó có một cái bụng tròn này các bạn. Mình sẽ để đây cho nó khô. Bây giờ mình sẽ làm cái nhụy hoa. Nhụy hoa là mình chuẩn bị một băng giấy có kích thước là dài 3 và rộng 2 cm. Bây giờ mình sẽ cắt nhụy như sau. Cắt khoảng thành 6 cái, dư khúc rồi. Sau đó mình sẽ xoắn. Mình xoắn khúc giữa thôi nha các bạn, khúc gốc thôi. Còn cái phần đầu mình không cứ cần xoắn. Phần đầu mình vẫn để to nè. Sau đó mình sẽ cắt tròn. Cắt ra như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng một cái cọng kẽm. Kẽm mình dùng là kẽm số 24. Mình cho keo vào đây.
bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái phần cánh hoa này. Bây giờ mình sẽ dùng cái que vuốt cánh mình tạo cái độ cong cho cánh. Muốn mà cái hoa này mình lên cành đẹp thì mình có thể làm các hoa không có cần đều nhau lắm, có hoa nở to, có hoa hơi ấp, thì khi mà mình gắn lên cái cành nó sẽ tự nhiên. Bây giờ mình sẽ cắt cái thành đài. Đài là mình chuẩn bị hai cái miếng giấy có kích thước là dài 2 và rộng 1,5 cm, hai cái miếng giấy như thế này. Mình cắt thành hình giống như cái lá. Rồi mình sẽ dán vô. Mình sẽ dán đối xứng, hai cái đối xứng với nhau. Và phần phía dưới mình sẽ dùng keo sáp mình quấn. Như vậy là mình đã làm xong một cái bông hoa. Kế đến mình sẽ làm cái nụ. Nụ ở đây có hai loại, nụ màu vàng và nụ màu xanh. Bây giờ mình sẽ làm nụ màu vàng trước. Mình sẽ chuẩn bị 3 miếng giấy có kích thước là dài 8 và rộng 2 cm, gấp đôi lại. Sau đó mình sẽ dúm ở giữa. Mình sánh một cái như thế này, rồi mình đặt lại như thế này. Phần dưới mình có thể dán bằng keo keo sữa. Rồi mình túm lại phía dưới lại cho nó gọn luôn. Nó thì ra mình ra một cái cánh như thế này. Rồi mình chuẩn bị là ba cái cánh giống thế này nha. Là bây giờ mình sẽ dán nó lại, mình lại lấy một cái cọng kẽm khác, cũng là kẽm 24, mình bẻ một cái đầu. Rồi mình dán vô như thế này. Rồi mình dán đều ba cái cánh. Phía dưới mình sẽ làm cho nó cái đài giống như cái hoa. Mình dán cho nó hở hở ra nha các bạn. Hai cái đài nó hơi bung bung ra như thế này. Rồi, như vậy là mình đã xong cái nụ vàng. Bây giờ mình sẽ chuyển qua làm cái nụ màu xanh. Cái nụ màu xanh thì mình cũng lấy một cái cọng kẽm như thế.
mình vẽ cái đầu. Sau đó mình sẽ dùng giấy vệ sinh, mình là dùng một khúc đi ha. Phần này bỏ đi, mình dùng một khúc như thế này. À, tùy theo mình làm gì, làm cái nụ lớn thì mình sẽ lấy nhiều giấy vệ sinh hơn, hoặc là nhỏ hơn, nụ nhỏ thì mình sẽ lấy ít giấy vệ sinh hơn. Thì mình làm những cái nụ mà có kích thước không bằng nhau thì mình ghép lên cái cành hoa thì nó sẽ tự nhiên hơn nha các bạn. Và cái phần còn lại mình sẽ quấn bằng keo sáp. Bây giờ mình dùng cái loại sáp mà màu nó nhạt hơn, màu xanh non. Mình quấn che cái phần giấy vệ sinh đi. Mình dùng cái ngón tay cái mình chỉnh lại cho nó tròn. Cũng tương đối rồi đó các bạn. Bây giờ mình cũng dán cho nó hai cái đài giống như là cái hoa và cái nụ lúc nãy. Cái hoa nhỏ hơn trước đi. Phần còn lại mình cũng cuốn xếp luôn. Bây giờ mình sẽ làm qua cái lá nha các bạn. Cái lá thì mình sẽ sử dụng một cái băng giấy có kích thước như thế này. Kích thước của băng giấy là dài 24 và rộng là 2,5 cm. Thì mình sẽ làm những cái lá dài ngắn khác nhau nha. Thì để mà làm cho nhanh á, thì mình sẽ sử dụng một cái miếng giấy to hơn nha, và có chiều dài bằng cái chiều dài của băng giấy này của mình ha. Mình sẽ sử dụng cái băng keo hai mặt, mình dán và mình làm một lúc hai cái lá luôn. Tại vì cái băng keo loại này nó dày, nó cái bản nó rộng, bản của nó tới 5 cm, cho nên khi mình làm như vậy nè, mình sẽ được mình dán một lần mình cắt đôi ra. Thì tí xíu nữa mình chùm cái phần giấy còn lại, mình làm thêm một cái lá nữa. Đó, mình sẽ cho cái cọng kẽm, cũng là kẽm 24 luôn nha các bạn. Mình cho cọng kẽm này vào chính giữa. Mình phải để dư ra khúc đầu nha các bạn. Mình cố gắng canh cho nó thẳng. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái lá. Khi mình làm á, mình có thể làm những cái thân giấy dài ngắn khác nhau thì mình sẽ tạo ra cái lá nó sẽ tự nhiên nha các bạn. Đó, cái phần giấy còn lại mình sẽ tiếp tục mình dán thêm một cái lá khác nữa nha. Đó là cái cách mà mình làm thì nó sẽ nhanh hơn một chút xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cho cái lá nó cong. Rồi, bây giờ mình sẽ ghép hoa, nụ và lá này thành một cái cành hoa nha các bạn nha. Mình sẽ sử dụng cái kẽm của mình là kẽm số 24 để tí nữa ráp thành cái thân phía dưới nha. Bây giờ cách nụ của mình thì có to nhỏ khác nhau, thì mình sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn để mình ghép. Trước tiên là nụ xanh nè. Bây giờ đến nụ vàng. Nụ vàng cái nào nhỏ hơn thì để phía trước, còn nếu bằng nhau thì để sau cũng được. Hoa cũng vậy. Ví dụ cái này có vẻ nhỏ hơn thì mình để như thế này. Bây giờ mình sẽ ghép lần lượt theo thứ tự này nha các bạn. Trước tiên mình lấy cái nụ nhỏ với cái nụ lớn hơn một cỡ mình sẽ ghép vô trước. Ở đây mình định ghép vô cái khúc này. Mình để thấp hơn một chút như thế này.
thì mình ghép vô chỗ này. Ở đây thiếu một chút xíu băng keo rồi, mình sẽ quấn thêm một chút xíu keo vào phần này. Mình ghép các nụ thì khoảng cách giữa những cái nụ nó cách nhau là khoảng 2 cm đó các bạn. Cái này hơi xa rồi, lùi lại chút. Các nụ mà mình ghép á, nó cùng một hướng đó các bạn. Nếu mà nó có lệch đi thì mình sẽ chỉnh lại. Tí xíu nữa mình sẽ chỉnh. Nhưng mà khi mình ghép thì mình sẽ cố ý ghép về một hướng. Này, thêm một chút này. Khi mà mình làm hoa á, có cái to cái nhỏ, nụ vậy cái to cái nhỏ thì lên ghép lên cái cành nó sẽ đẹp hơn. Là mình làm đều nha. Mình sẽ ghép thêm một cái cọng kẽm to vào đây. Mình ghép tất cả là 3 cái cọng kẽm to vào phần phía dưới nha. Để lại cho cái thân nó được dày hơn đó các bạn. Thì mình mong muốn cái thân nó dày hơn một chút xíu nữa. Thì mình sẽ dùng giấy nhún, mình cắt một cái băng giấy. Quấn vô. Mình sẽ quấn dọc theo cái thân này để tạo ra cái độ nó dày dày một chút cho cái thân nha. Bên dưới này mình sẽ ấy keo sữa, phía trên nó có keo sét nó có thể dính được. Tại vì mình cũng không muốn cái thân này nó quá to cho nên mình dùng giấy mình cuốn. Còn nếu mà muốn cái thân là to thì to, thì bình thường á là ví dụ như thân hoa cụm hoa hướng dương to thì mình phải cuốn bằng giấy vệ sinh. Còn cái thân này nó nhỏ thì mình chỉ cần cuốn vài lớp giấy như thế này là ổn rồi. Lấy kẽm này mình sẽ cắt tới đây thôi. Mình thích làm dài thì mình để cái cành kẽm này dài. Còn nếu mình muốn làm cái cành nó vừa vừa thì mình sẽ cắt ngắn lại. Mình sẽ quấn chắc khoảng 2 lớp giấy. Mình cố gắng canh làm sao cho nó đều nhau một chút xíu. Chỗ nào mà nó hơi bị ốm ốm thì mình sẽ cuốn chỗ đó, giấy nó xít hơn thì nó sẽ dày hơn chỗ đó. Chỗ này nó hơi mỏng nè. Mình thấy nó cũng tương đối ổn rồi đó. Bây giờ mình sẽ quấn keo sáp ở ngoài nha. Mình
mình sẽ quyết định là gánh lá vào khoảng này. Còn cái phần phía dưới mình có thể dùng để cắm vào chậu ha. Mình ghép từng lá, mình xen kẽ giữa lá lớn và lá nhỏ. Bây giờ mình sẽ tạo hình lại cái cành hoa cho nó cong tự nhiên và cái lá cũng vậy. Mình sẽ chỉnh cho nó cong vào một hướng. Thì cái đặc điểm của cái cành này là nó hơi cong cong. Thì mình chỉnh làm sao cho nó cong theo hoa thật thì nó sẽ tự nhiên hơn. Vậy mình cũng thấy tương đối ổn rồi đó các bạn. Thì các bạn thấy rằng cái làm cái hoa này nó cũng không quá khó ha. Chỉ cần mình kiên nhẫn và chịu khó thì mình có thể làm được cái cành hoa như thế này để trưng trong nhà, góp phần cho ngôi nhà của chúng ta ngày một đẹp hơn ha. Nếu như các bạn thích video, hãy like nha. Và hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.